Sáng nay 29 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Mario Cruz thăm chính thức hữu nghị Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Đây là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ Latin đầu tiên của ông Mario Cruz kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2019, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018. Chuyến thăm của Thủ tướng Cuba Manuel Mario Cruz tới Việt Nam là chuyến thăm đầu tiên ngoài khu vực Mỹ Latin trên cương vị Thủ tướng Cuba hiện nay. Đây cũng là chuyến thăm cấp cao của người đứng đầu chính phủ Cuba sau khi đại dịch COVID-19 qua đi. Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2 tháng 12 năm 1960, 2 năm sau khi cách mạng Cuba thành công. Việt Nam đã nhận được sự đoàn kết và giúp đỡ của Cuba trong thời kỳ Việt Nam kháng chiến cứu nước. Khi Cuba khó khăn, Việt Nam luôn bên cạnh Cuba và thể hiện tình đoàn kết để hai nước cùng nhau phát triển, cùng mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước vượt qua khó khăn thử thách. Trong 3 năm qua, nền kinh tế Cuba gặp phải nhiều khó khăn do COVID-19. Du lịch là ngành mang lại nhiều thu nhập nhất cho người dân Cuba nhưng đã bị ảnh hưởng vì COVID-19, trong khi các ngành kinh tế khác của Cuba bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, Cuba phải dành nguồn lực to lớn để phát triển các loại thuốc và sản phẩm y tế để phục vụ người dân. Cuba đã thành công trong công cuộc chống COVID-19, nhưng nền kinh tế phải chịu thêm một gánh nặng lớn. Vào thời điểm Cuba khó khăn do dịch COVID-19, nhất là khi xảy ra sự cố cháy kho xăng dầu do sét đánh mới đây, từ các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính phủ, mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đã dấy lên phong trào đoàn kết, ủng hộ và quyên góp những gì mình có để giúp Cuba phục hồi. Đoàn tháp tùng Thủ tướng Manuel Mario Cruz có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Đầu tư nước ngoài, đồng thời là đồng chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Cuba Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Cuba, Viện trưởng Viện Thể thao, Giáo dục Thể chất và Giải trí Quốc gia, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Cuba. Trong đoàn còn có Chủ tịch Tập đoàn BioCuba Pharma, Chủ tịch Công ty Dược và Công nghệ Sinh học Cuba và Tổng Giám đốc của Đặc khu Phát triển Marien. Chuyến thăm của Thủ tướng Manuel Mario Cruz nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan hệ thương mại, đầu tư song phương Việt Nam-Cuba. Dự kiến sẽ có nhiều văn bản hợp tác được ký kết để thúc đẩy, tạo nền tảng để hai nước mở rộng đầu tư. Trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, trong đó có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có dự án đầu tư vào Cuba, cũng như những doanh nghiệp có tiềm năng và quan tâm đầu tư vào Cuba. Sáng nay tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2022. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, trong đó có luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, theo quy trình tại một kỳ họp. Quốc hội cũng xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 7 dự án luật. Đáng chú ý, có luật đất đai sửa đổi sẽ được cho ý kiến lần đầu tiên tại kỳ họp này. Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều ý kiến cử tri quan tâm đã được gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý là đề nghị về cơ chế định giá thuốc, bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh, cơ chế chính sách bảo đảm đời sống cho cán bộ, viên chức y tế, tránh việc thất thoát nguồn lực và thu hút được nhân tài cho ngành. Yêu cầu xây dựng các bộ luật cần tích hợp, đồng bộ để bảo đảm giảm thủ tục hành chính, dễ thực thi, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, nhắc đến quan hệ Việt Nam-Cuba là nói đến mối quan hệ truyền thống đặc biệt, vừa là đồng chí vừa là anh em. Đi qua hơn 60 năm, mối quan hệ thủy chung son sát giữa Việt Nam và Cuba là một trong những tình hữu nghị đặc biệt nhất trên thế giới. Tình cảm đặc biệt ấy tiếp tục được khẳng định trong chuyến thăm của Thủ tướng Cuba Manuel Mario Cruz tới Việt Nam bắt đầu từ ngày hôm nay. Vì Việt Nam, Cuba hiến dâng cả máu của mình. Câu nói của Tổng tư lệnh Fidel Castro bấy lâu nay vẫn là minh chứng cho tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Cuba suốt hơn 60 năm qua. Trong lịch sử thế giới, hiếm có mối quan hệ nào như quan hệ của Việt Nam-Cuba. Nhiều năm qua, Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba vượt qua khó khăn của bao vây cấm vận, cũng như lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ cấm vận đơn phương bên phía Cuba. Việt Nam vẫn luôn là một trong những nước lên tiếng phản đối chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba tại Liên Hợp Quốc. Mới đây tại kỳ họp ở Liên Hợp Quốc,
Việt Nam một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba. Người dân Cuba muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc vì điều đó. Tháng 9 năm ngoái, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang Cuba tiếp nối sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc. Tuy xa xôi về địa lý, nhưng trái tim luôn hòa chung nhịp đập. Đây cũng là chuyến thăm Cuba đầu tiên của nguyên thủ Việt Nam kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thể hiện mối quan tâm sâu sắc của Việt Nam dành cho Cuba, ngay cả trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. Cuba và Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ gắn bó thân thiết. Dù trong 2 năm qua, những tác động của đại dịch COVID-19 đã hạn chế rất nhiều khả năng tiếp xúc trao đổi giữa hai nước. Tuy nhiên, hai nước cũng đã thực hiện được nhiều hoạt động ở cấp cao nhất, như cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, đồng chí Díaz-Canel. Ngoài ra còn chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba vào tháng 9 năm ngoái, là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Cuba giữa đại dịch. Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng có cuộc gặp trực tuyến. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Đây là chuyến thăm đầu tiên ngoài khu vực Mỹ Latin của Thủ tướng Cuba trên cương vị hiện nay. Chuyến thăm của Thủ tướng Cuba sẽ đánh dấu một thời khắc vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết luôn tồn tại giữa Cuba và Việt Nam. Hai bên sẽ tập trung thực hiện theo các định hướng đã được Ủy ban Liên Chính phủ dự kiến. Đó là bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba, một trong những khía cạnh chiến lược trong quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy đầu tư Việt Nam vào Cuba, tăng cường xuất khẩu hàng hóa Cuba tới thị trường Việt Nam, cũng như đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghệ cao và tăng cường sự hiện diện rất quan trọng của Việt Nam trong đặc khu phát triển kinh tế Marianne. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Cuba được kỳ vọng mở ra một luồng sinh khí mới, tiếp tục khẳng định đoàn kết truyền thống, ủng hộ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba trên mọi lĩnh vực, không ngừng phát huy mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa nhà nước và nhân dân hai nước vì vận mệnh hai dân tộc.